Ok anh em, thì sau khi mình cắn xong hai con heo, bát đồ xong hết rồi anh em, thì mình đẩy xuống đây ha. Mục đích là để đỡ dầu dãy nhà dơ thôi. Đó thì anh em để mà lấy dầu cho hai con heo, thì anh em cần những thứ này ha. Thứ nhất á là một cái ống chích nè, tại vì hôm qua mình đã đổ hết dầu trong đây ra rồi, không còn gì hết. Thứ hai á là một cái bình dầu hắn ha. Rồi thứ ba á là dẻ lót, tại vì cái dầu này nó nóng lắm, nó dính vô máy là nó dễ sơn nó dễ bị chóc anh em, cho nên anh em cẩn thận ha. Rồi thì cái con ốc dầu, có con ốc dầu này nữa. Đối với một cái con ốc dầu á, anh em sẽ nó có hai miếng lông đền, thì một miếng nằm trên, một miếng nằm dưới, anh em cẩn thận nha anh em, đừng có quên gắn nha. Rồi thứ hai nữa là những cái bề mặt mặt phẳng này nè, đó mấy mặt phẳng tiếp xúc rồi nè, anh em phải làm cho nó sạch, làm cho nó sạch để khi anh em gắn vô nó không có bị kê cát hay gì nha anh em. Đó ok, thì bây giờ mình bắt đầu mình làm nha anh em. Thì do hôm qua trong con heo mình là mình rút hết rồi, không còn gì hết á, cho nên hôm nay mình sẽ châm vô. Ok, nếu anh em thấy dầu nó nhiễu anh em nhớ xịt nha, chứ không là nó sẽ bị dơ, cái nó bị bong trắng sơn cái này. Ok, trong quá trình lấy dầu anh em cũng phải làm cho dầu ở đây đầy nha, đừng có để hụt nha anh em xịt nước cẩn thận nha, đừng có để nó vô dầu thì mất công lắm nha. Rồi cách lấy gió của mình á, thì mình bóp cái này lại nha anh em. Khi mà mình đạp xuống á, mình đạp xuống cho dầu ra thì mình thả tay ra, mình lấy tay ra, mình hở tay ra đó. Khi mà mình bóp nhấc cái giờ hắn lên nè, thì mình lại bóp cứng cái tay trái lại nha anh em. Anh em ngó dầu nó tuột này nha anh em, đó anh em thấy không. Rồi tiếp tục mình làm tiếp ha. Thì khi đạp xuống là hạ nới nhẹ tay ra nè, nhớ nhẹ hai ngón tay ra cho gió nó ra nè. Rồi khi dở dân hắn lên thì bóp cứng lại đó, dầu nó tuột xuống khúc nè anh em thấy không. Thì là cái đường dầu mình nó muốn đầy rồi nè anh em, đó anh em thấy không. Rồi ok nha. Rồi tiếp tục bây giờ mình sẽ gắn cái dầu mình vô ha. Anh em cứ khúc này anh em cần nhanh gọn lẹ nha, một cái lông đền nằm đây, một cái lông đền nằm trên, mục đích nhanh là để cho nó đỡ bị thất thoát dầu thôi nè. Con heo sau anh em thấy nó đỡ chảy, con heo trước nó chảy ghê lắm. Rồi anh em muốn chỉnh con heo đi theo kiểu gì anh em chỉnh đi, rồi anh em ra cái dây dầu á, rồi anh em siết lại ha. Nhớ cứng nha anh em. Ok, rồi tiếp tục chương trình nữa là chương trình xả gió heo. Xả gió heo này thì nó hơi lâu nha anh em. Mình kỹ lắm, mình xịt chắc chứ để sơn mình nó bong lên. Tại mình sơn thường thường thôi anh em. Sơn zin, sơn hãng thì nó chịu nổi, chứ sơn này sợ nó chịu không nổi anh em ơi. Ok, trước tiên là anh em siết cứng con ốc lại nè, ốc gió nè, con ốc này gọi là con ốc gió nha nè. Thì trước tiên là anh em siết cứng lại, rồi anh em đạp, anh em đạp cho dầu nó xuống xíu ha. Anh em nhớ là phải châm dầu vô nha, được để nó hết nha anh em. Đó. Rồi bây giờ mình xả gió nè anh em. Khi anh em dậm chân thắng xuống thì cũng giống như cái tay anh em vậy, là anh em nới nhẹ ra cho dầu nó chạy xuống, cho dầu nó hơi nó chảy ra nha. Ok, khi anh em đè cái chân thắng xuống thì anh em đạp mấy cái cho nó cứng nha anh em. Đó, anh em đạp cảm giác nó cứng rồi nè, rồi anh em nới cho hơi nó chạy ra. Đó, xong anh xem siết lại thì anh em dở chân lên. Đó nè, bây giờ mình đạp cứng xuống rồi nè, rồi mình hứa nhẹ ra, nhẹ thôi cho hơi nó chạy ra. Rồi siết lại, rồi hãy dở chân lên nha, siết lại trước khi rút cái chân thắng lên. Đó là cái cách đó.
anh em xả khi nào mà anh em hết thấy bọt là ok nha anh em. Bây giờ mình vẫn còn bị bọt. Mình sẽ cố gắng xả khi nào mình hết bọt. Ok, sắp hết bọt anh em. Cái chân thắng dậm nghe nó nặng là ok rồi nha anh em. Nhưng mà mình muốn xả thêm một xíu nữa ha. Khi dậm xuống thì anh em nhớ dậm cứng xuống, dậm mấy cái cho nó bơm cứng thì rồi anh em giữ im đi luôn. Rồi anh em nới ốc nhẹ ra nha. Nới nhẹ thôi nha anh em. Đó, vẫn còn ít bọt anh em thấy không? Rồi, xong rồi anh em siết lại rồi anh em hãy dở chân thắng lên nha. Siết lại trước khi dở chân thắng nha anh em. Rồi, tiếp tục như vậy nha. Rồi mình lại dậm mấy cái cho nó cứng nè. Nhưng vẫn giữ im tay nè. Rồi mình xả gió nè. Dậm ra trái, rồi đạp vừa xả nhẹ ra đạp nhẹ đạp thêm xuống. Rồi anh em siết lại rồi anh em dở chân lên. Đó, thì cái này là bây giờ mình lấy dầu ok nha anh em. Đó, giờ mình lấy dầu ok, mình thử cái bánh của mình coi. Ok anh em ơi. Rồi, bây giờ mình thắng thử ha. Thắng ăn là ok nha anh em. Rồi. Anh em kiểm tra lại những chi tiết nào chưa siết không? Anh em siết lại nữa là xong ha. Như ốc nè. Gió nè. Siết cho chặt lại nữa là ok nha anh em. Rồi, ok. Rồi để mình châm đầy dầu vô nữa là mình lên heo trước này nè. Ok. Rồi, lên heo trước. Thì cái con heo trước là nhiều anh em ớn lắm. Tại vì lấy nó cực hơn là khi mà anh em gắn vô dầu nó chảy trong ống nó chảy xuống hết. Nó chạy nhanh lắm, anh em nhiều khi anh em không kịp lấy luôn á. Đó, cho nên nó khổ chỗ đó đó. Rồi, bây giờ cũng như con heo sao thì anh em phải mở cái nắp dầu này ra, đảm bảo cho dầu lúc nào cũng đầy ở trong cái bình dầu nha anh em, đừng để nó hết nha anh em. Khi mà nó hết nó sẽ có gió, anh em lấy dầu từ đầu cực lắm nha anh em. Thì ở đây thường anh em dùng cái gì ta? Nhíp ba ke, nhưng mà do mình đi cái nắp này rồi cho nên là mình sử dụng con ốc lục giác. Thì anh em có gì xài đó. Vậy thôi. Để xem bữa nay có lấy dầu thuận lợi không hay giống mấy anh em kia lấy 2-3 ngày mới được. Thế mấy anh em bóp mỗi tay cực quá. Bữa nay mình thử nghiệm ha. Mong là sẽ suôn sẻ nha anh em. Wow, xém hết dầu anh em ha. Rồi, cái này sẽ gấp lại như vậy. Rồi, tạm thời để qua bên ha. Rồi, chết cha, dầu nó chảy như mưa luôn nè anh em. Là cái bên của mình nó có vấn đề à. Cái bên của mình nó không có giữ dầu được anh em ơi. Cái ben của mình nó có vấn đề. Đúng người ta là không có chảy dầu đi đâu. Còn dầu của mình nó chảy như vậy là có vấn đề anh em ơi. Thì đúng ra cái này á, có hai người làm nó sẽ dễ hơn nha anh em. Còn bây giờ không có, phải chấp nhận thôi. Có hai người á, một người làm, một người dặn ốc luôn, nó nhanh hơn thì nó lẹ hơn nha anh em. Người coi dầu nữa. Rồi, bây giờ tiếp tục cũng giống cái kia ha. Nè. Khi mà mình bóp cái côn vô, đồng nghĩa là mình sẽ nới nhẹ cái này ra. Nới hơi nó chạy ra nha anh em. Đó. Xong rồi mình thả cái côn thì mình sẽ bóp chặt cái này lại nha anh em. Rồi cứ như thế anh em làm khoảng 3 lần. Ôi. Xịt một miếng này chứ để hồi nó chóc sơn hết anh em ạ. Xịt nước trước anh em ơi. Chóc sơn là khóc luôn.
Ok, mình nghe cái tai hắn bắt đầu căng ra rồi nè. Là đồng nghĩa như là dầu ở trong đây nó gần như đầy rồi nha anh em. Bắt đầu giờ mình lắp vô nè. Cái khâu lắp vô mới là cái khâu mà cực hình anh em. Đó. Thì để lắp vô á, cái tay mình chụp cho nhanh chứ không là nó chảy dầu thì le hết rồi. Cái dầu này nó không có giống cái đằng sau. Trời ơi, anh em thấy nó chảy tè le hết chưa? Muốn khóc thiệt chứ. Bây giờ mình lại lấy dầu lại từ đầu anh em ơi. Khổ thân nữa nè. Nó chảy xuống hết luôn rồi. Mình lại tiếp tục châm dầu đậy trên tay là xả gió nha anh em. Ôi, suôn sẻ giùm đi ông ơi, mệt quá. Siết chặt nó vào trước nha nè. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy gió. Thì lấy gió giống như con sau nãy nha nè. Rồi, cũng giống như con kia nha nè. Mình bóp mạnh quá, nó văng đầy luôn, mình không để ý luôn anh em ơi. Mình bắt đầu mình nghe nó nặng rồi nè. Đó. Thì nó nặng dần rồi nha nè. Rồi, thì cũng mình cũng xả giống nãy nha. Mình bóp vô nè. Mình bóp vô nha nè. Rồi, giữ im. Bắt đầu mình nới nhẹ này ra. Mình nới nhẹ này ra nha anh em. Cho nó xì gió ra. Đó, nó xì gió ra rồi mình siết lại. Ở trên vẫn giữ nguyên cái tay nha. Siết cứng lại nè. Rồi, thả hết ở trên ra. Rồi tiếp tục ở trên bóp nhẹ 2 3 cái cho nó nhồi. Cho nó nhồi xuống đường dầu nha, nó tạo áp á. Rồi, anh em tiếp tục làm vậy nha. Bóp cứng ở trên nè, nới nhẹ ở dưới nè. Trên vẫn giữ nha. Dưới nới nhẹ nè. Đó, xì bọt ra anh em thấy không? Rồi khóa lại. Rồi khóa lại rồi mới thả ở trên ra nha anh em. Đó, đây là cách mà xả gió nha anh em. Chết cái cặp bánh của mình anh em ơi. Này, hồi nãy mình kỹ mình xịt nước trước mà nó còn trắng này nè. Cái sơn cái dầu hắn nó độc ghê hồn thiệt. Rồi, ok, tiếp tục nha anh em. Rồi, bóp cứng ở trên nè. Nới lỏng dưới cho dầu nó chảy ra nè. Rồi, xí cứng ở dưới lại nè. Rồi mới thả ở trên ra. Rồi, ok. Cứng rồi nha anh em, nhấp nhẹ là dính nè. Nhấp nhẹ là dính nè. Ok, xong rồi anh em. Đơn giản không? Tầm 2-3 phút à. Cho 5 phút đi, 10 phút luôn đi. Là lấy dầu xong rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ châm đầy dầu vô. Rồi mình khóa lại thôi, nữa là xong. Ok. Rồi, ok. Xong rồi nha anh em. Bây giờ mình sẽ thử cho anh em xem ha. Chứ nhiều khi anh em nói mình nói suông. Mấy anh em nghĩ mình nói suông quay video chơi cho vui. Đó, mình lấy dầu xong rồi nha anh em. Rồi, bây giờ mình quay bánh thử nè ha. Rồi, bóp thắng nè. Anh em thấy không? Quay bánh nè, bóp hắn nè, quay bánh nè, bóp hắn nè. Đó, ok nha anh em. Ok, xong rồi anh em ơi. Bây giờ mình rửa này kia rồi rửa lại là nữa là ok nha anh em.
Ok anh em nha, thì hồi nãy lấy dầu rồi xong hết rồi anh em. Thì bây giờ thắng ok rồi anh em. Thắng ok nha anh em. Tóm lại là bữa nay mình hoàn thiện rồi nha. Hôm qua mình sơn rồi anh em. Tính cái màu nó giống vậy. Tính cái màu nó xanh nó giống vậy nè anh em. Mà nó ra hành rồi luôn, mắc cười quá. Nói chung nhìn nó mắc cười lắm anh em. Đây, cái thằng này thì nó lại vàng. Mình không hiểu được. Cùng một lót một sơn mình không hiểu được luôn. Giờ cái này nó ra màu vàng đậm này nè, vàng giống như vàng nghệ á đó. Đó thì thắng cũng ok hết nha, bóp vô một xíu là dính, bóp vô một xíu là dính, nãy mình đi test thử rồi đó. Thì hên là lấy dầu ok, mình không biết là có phải do cái ben trong này nó bị lỗi không mà nó xuống dầu ok không, chứ thấy nhiều anh em lấy đâu có 2 ngày trời mới được, đau đầu thiệt chứ. Trong khi mình lấy có 5 phút rồi nha anh em. Thì cái cách lấy thì cũng chia sẻ anh em á, anh em có muốn thì anh em cứ tham khảo ha. Rồi được gì đó thì anh em làm thử ha. Xe mình giờ thì mình đẩy vô, mình cất rồi. Mình mới chỉnh gan ti lên nè, đỡ giọng nồi nhiều ở đây. Gan ti 1.8 thì cái nồi nó đỡ giọng hơn. Cái nồi nó đỡ giọng hơn nhiều anh em. Nói chung là máy im, nồi đỡ giọng là ok. Mình để gan ti 1.8 nha. Nghe nó hơi ghê. Anh em nghe nè. Gan ti 1.8 nghe hơi nó lên nữa nè. Bữa chắc xin hẹn anh em lại một thời gian, tại vì tạm thời chuẩn bị mình phải đi làm công ty anh em. Thì nói chung phải đi làm công ty để mà kiếm tiền sống. Thì công việc chính của mình vẫn là công ty. Cái YouTube này là cái đam mê của mình làm thêm anh em. Cho nên là mình cũng phụ thuộc vào công ty nhiều quá. Thì bây giờ đi làm công ty bắt buộc phải ở lại để mà phòng chống dịch đó. Thì phải ở lại công ty để mà làm việc anh em, cho nên không có về được. Cho nên là cũng không đi tới đi lui để quay video cho anh em xem được á. Cho nên chắc phải xin anh em một thời gian, mình vắng mặt một thời gian nha. Rồi sau này có gì mình làm clip á, mong được anh em hỗ trợ tương tác nha. Tại vì nhờ anh em mà tương tác á thì cái clip mình nó lên rất nhiều nha anh em. Anh em cứ comment góp ý hoặc gì đó thì nó được đề xuất á, cái kênh mình nó sẽ phát triển hơn. Rồi từ đó mình có động lực mình làm, mình chia sẻ cho anh em nhiều hơn. Thì tâm sự với anh em vậy. Thì tóm lại là sắp tới này mình không có ra video được á, tại mình phải tập trung công việc cho công ty á anh em. Rồi có gì anh em thông cảm cho mình nha. Rồi sắp xếp thời gian nào đó ổn thì mình về mình sẽ làm clip quay cho anh em xem ha. Ok anh em, thì đây là clip mình mới hoàn thiện xong ha. Rồi coi như xin kết thúc ở đây, chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn những anh em đã theo dõi mình ha, anh em ủng hộ mình cảm ơn rất nhiều. Bye anh em.